Vâng, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Lại là em Huấn Phạm đây, em đến từ La Sơn, Bình Lục, Hà Nam. Đó, rất vui, trân trọng cảm ơn quý bác anh chị đã quan tâm đến shop, theo dõi ủng hộ như là mua các mặt hàng của bên em. Đó, thì sen cây thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Đó, đây, hàng của thương hiệu Osaka Japan quá này. Đấy, Osaka Japan. Đó, thì con sen cây này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 1.300.000, bác nào chuyển khoản hết thì 1.300.000. Đấy, còn bác nào chuyển khoản cọc thì thêm 50.000 tiền vận chuyển nữa. Đó, là 1.350.000. Đây là cái bát sen to của nó đây. Bát to. Bát to này thì khá là to luôn. Có 99 là đi 81 cái mắt nước như này. Còn đây là con bát nhỏ này, bát tay nhỏ. Đó, và đây là toàn bộ tổng thể cái sen của nó này. Hàng siêu chất luôn các anh nhá. Đó, đây là có 3 đường nước này. Một đường vòi sen này, một đường vòi bát này, và một đường vòi rửa nhé, vòi rửa. Đó, đây con gật gù của nó đây, rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Nguyên con gật gù này của nó là 2,6 cân, hàng inox 304 các bác nhá. Đó, hàng inox 304 siêu chất luôn. Đó, thì con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 1.300.000 cộng 50.000 tiền ship, cọc trước 200 các bác nhá. Đó, quy định của bên em là vậy rồi, nên là các bác lưu ý có cọc thì bên em mới gửi hàng, chứ không đến lúc trình bày nhiều lại bảo là không ấy thì mất công. Cái này thì nó có thể nâng lên tụt xuống được nhá, tăng giảm được, rất là ok các bác nhá, tăng giảm ok. Đó, sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái thùng đồ nghề. Đấy, hàng của thương hiệu Matador Made in Germany. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 550.000. đây em sẽ test thử sản phẩm cho bác xem. Đó, người em là nặng gần 70 cân các bác nhá. Đây, gần 70 cân, dám giếc thoải mái luôn các bác nhá, độ chắc độ bền của nó là khỏi bàn luôn. Đó, đấy, người em là nặng gần 70 cân đấy các bác nhá. Đó, mà giảm lên dẫn vất rất là ok luôn, không có vấn đề gì. Đây, đây các bác nhá, rất là chất lượng. Một cái thùng này của nó thì đấy, chiều dài của nó là 42, cao 20 và rộng 20. Bên em đang bán là 550.000 bao ship cho bác nhá. Cân nặng của nó thì vào khoảng 4 cân mấy, gần 5 kg. Sơn của nó là hoàn toàn 100% là sơn tĩnh điện, siêu chất luôn. Đây, Matador Made in Germany các bác nhá. Hàng siêu chất để gửi tới các bác luôn. Đấy, nó chủ hàng chất lượng. Đấy các bác nhá. Thì con thùng đồ nghề này thì nó có một ngăn to này và 4 ngăn nhỏ. Các bác có thể bỏ máy khoan, máy cắt, máy mài và các cái dụng cụ cầm tay. Rất là ok các bác nhá. Đây, hai quai sách các bác nhá. Nó có hai quai sách. Rất tiện dụng này. Xương xiếc của nó đàn chéo hết, rất là chắc. Đấy, em giẫm lên không việc gì là các bác biết rồi. 76, 70 cân mà giẫm lên rất là ok rồi các bác nhá. Đó, xương xiếc đàn chéo rất là ngon luôn. Đấy, các bác lên cho em là thùng đồ nghề của Đức các bác nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 550.000 bao ship cho các bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo. Tiếp theo là bên em lại tiếp tục về cái lô bánh xe của Nhật các bác nhá. Bánh xe Nhật. Thì bánh xe này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 25.000 một chiếc các bác nhá. Đó, 25.000 một chiếc. Đấy, 25.000 một chiếc các bác nhá. Đó, thì bác nào lấy từ 10 chiếc trở lên thì bên em sẽ bao ship 25.000 các bác nhá. Đó, 25.000 một con này. Thì cái bánh xe này của nó thì thứ nhất là có khóa này. Đấy, tổng chiều cao của nó là 5cm, chiều rộng là 4. Đấy, rộng là 4 và chiều rộng là 4 và chiều cao cũng là 4. Đó, chiều rộng của bánh là 4, chiều cao là 4 và tổng chiều cao sử dụng là cả cái đế bắt này nữa là tổng là 5cm các bác nhá. Tổng là 5cm. Đó, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 25.000 một chiếc các bác nhá. 25.000 một chiếc này. Đó, hàng rất ok cho các bác luôn. Đó, 25.000 một chiếc này các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho các bác đó là cái đuôi đèn lò xo đây. Đấy, các bác lên cho em là lò xo các bác nhá. Đó, đèn đuôi lò xo, các bác lên cho em mã là đuôi lò xo. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 50.000 một con đuôi lò xo này các nhá. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn. Đó, các bác lên cho em là đuôi lò xo nhá. Đó, đuôi lò xo. Đấy, đuôi lò xo các nhá, 50.000. 50.000 một con này, rất là ngon. Thứ nhất là ưu điểm của nó là có công tắc tại chỗ. Đây, nó có công tắc tại chỗ luôn. Các bác muốn chỗ nào cần ánh sáng, ví dụ nhà có cũ có bàn hay là cần tăng cường ánh sáng, cho vào đây cắm vào xong. Đấy, cần thiết thì bật. Đấy, xoay lên xoay xuống điều chỉnh được luôn. Đây là sản phẩm đây, em quay thực tế cho bác xem sản phẩm đây các bác nhá. Đây, bật này. Đấy, đây các bác nhá. Đó,
Cái này em bán là chỉ có đuôi thôi nhá, còn không có đèn đâu có nhá. Cái đèn này là em để em quay mẫu cho bác thôi. Đó, rất là ngon luôn đó nhá. Đó, đây có thấy không? Đây. Rất tiện dụng cho bác sử dụng này. Đó. Có công tắc luôn. Có thể điều chỉnh lên xuống ngọt nghẹo rất là ngon. Bác lên mã cho em là đuôi lò xo các bác nhá. Đuôi lò xo. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý bác trong ngày hôm nay. Đó là cái kìm chết này. Đấy, kìm chết của Nhật này. Đấy, kìm chết của Nhật đây. Đấy. Rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, kìm chết của Nhật đây. Thì bên em còn mấy cái nữa. Thanh lý nốt cho các bác luôn. Đó, kìm chết của Nhật đây. Japan này các bác này. Đó, đây. Con này thì bên em đang gửi tới các bác cái giá là 160k và bao ship luôn các bác nhá. Đó, em đang bán là 180 đấy. Đang bán là 180k. Đó. Thanh lý luôn cho các bác luôn, 160k và bao ship. Em còn mấy con nữa thanh lý nốt các bác nhá. Kìm chết cực kỳ ngon luôn. Đấy, cái phần đinh chốt này của nó này, phần gen này của nó, đinh gen này của nó bằng đồng hết các bác nhá. Bằng đồng hết, rất là chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Rất chắc chắn ngon lành luôn. Kìm rất là khỏe các bác nhá. Đấy. Các bác lên mã cho em là kìm chết Nhật này. Kìm chết Nhật, con này thì bên em đang bán là 160k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý các bác trong ngày hôm nay, đó là cái gen co nhiệt này. Đó. Túi gen co nhiệt. Đấy, một túi này thì bên em đang là túi gen các bác nhá. Đó, các bác lên cho em nói là túi gen. 80k một bịch này các bác nhá. Đó, 80k một bịch này. Đấy, hàng rất chất luôn. Đây, các bác quan sát nhá. Đó. 80k một túi này. Túi này của nó là 350 đầu. Đấy, 350 đầu các bác nhá. Đó, 350 đầu. 350 đầu này các bác nhá. Đó, túi gen co nhiệt 350 đầu. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái cưa gấp hàng của Nhật này. Đây. Made in Japan này, cưa gấp hàng nội địa Nhật. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 120k và bao ship luôn. Hàng siêu rẻ luôn các bác nhá. Đó. Đấy. Thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ rẻ luôn. Cưa này thì nó là dòng cưa chất rồi các bác nhá. Đấy, các bác biết không? Đây. Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Made in Japan các bác nhá. Cưa dài của nó là 30cm các bác nhá, 30cm. Hàng siêu chất luôn để phục vụ các bác. Đấy, rất là ngon lành luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 120k bao ship cưa gấp của Nhật. Nó là dạng cưa mở hạt bằng các bác nhá, cưa mở hạt bằng. Các bác dùng nó rất là dễ dàng, tiện dụng, rất dễ sử dụng luôn. Đó, cưa mở hạt bằng. Đấy, sử dụng thì nó rất là nhẹ tay. Khi các bác sử dụng ấy thì đây. Các cái phần chi tiết này của nó là nó phần lõm này. Thì những cái mùn cưa và những cái cây mà khô, cây ướt là nó sẽ sạch luôn. Tiếp theo lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng. Bộ này thì bên em bán cho các bác là 170k và bao ship luôn. Đó, 170k bao ship các bác nhá. Đó, 170k bao ship cho các bác luôn. Mũi của nó thì bao gồm là mũi 6 này. 6 cộng 8, 10 và 12. Mũi khoan đa năng. Đây. Cái hộp của nó đây các bác này. Đây nhá. Đây, hàng của Nhật nó làm rất là chắc chắn luôn. Đây. Đó, các bác đây. Bộ mũi của nó đây này. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Hàng mới tinh, chưa qua sử dụng, rất chất lượng. Hộp mũi khoan đa năng 170k bao ship. Đấy, 6 cộng 8 10 12. Tất cả các loại mũi phổ thông các bác có thể sử dụng các bác nhá. Đó, 170k bao ship. Sản phẩm tiếp theo lên các bác cho ngày hôm nay đó là cái túi đồ nghề của thương hiệu Daikin đây. Đó, hàng siêu chất luôn các bác nhá. Đấy, con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là này, túi đồ nghề Daikin. Đấy, đang gửi tới các bác với cái giá là 260k. 260k một con túi này. Đó, 260k một túi các bác nhá. 260k bao ship luôn. Thông số của nó là 50 20 30, dài rộng và cao, dài 50, cao 2 dài rộng, rộng 20 và cao 30 các bác nhá. Dài rộng cao. Đấy, rất chất luôn. Đây, hàng của Nhật, máy cực kỳ là dày dẫn chắc chắn của thương hiệu Daikin, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng. Đây, Daikin các bác nhá. Thương hiệu của Nhật rất là nổi tiếng luôn. Đó, thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 260k. Các bác lên mã cho em là túi đồ nghề 260k bao ship. Đây, nó có cả quai sách này. Đấy, có cả quai đeo luôn, quai đeo luôn, rất là tiện dụng các bác nhá. Quay sách quay đeo đầy đủ, rất là ngon lành luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái mài dao ba khe các bác nhá. Mài dao ba khe. Đây.
mày giao ba kia, bên em đang gửi cho các bác cái giá là 220k và bao ship cho bác luôn, 220k bao ship. Các bác lên mã giúp cho em là mày giao ba kia các bác nhé. Đó, mày giao ba kia. Con này rất là tiện dụng các bác nhé. Đó, các bác về đặt trên bàn như này, kéo này, thế là xong các bác nhé. Mày giao ba kia. Đấy, 220k bao ship cho bác luôn, 220k bao ship, mày giao ba kia các bác nhé. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng của thương hiệu Tamasaki các bác này. Đó, Tamasaki đây. Rất chất luôn các bác nhá. Mài dao rất là nhanh sắc, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác nhá. An toàn. Đấy, mài dao bác kia 220k bao ship. Đó. Và tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay, đó là cái dao dọc giấy cộng lưỡi này. Đấy. Dao dọc giấy này thì bên em đang bán là 50.000, còn lưỡi này là 20.000 một bộ lưỡi này các bác nhá. 20k một bộ này các bác nhá. 20k một bộ lưỡi này. Đó. Đấy, các bác lấy cả bộ như này là 70.000, cộng cho em thêm 20.000 ship nữa. Giá rẻ bình dân để phục vụ các bác luôn. Đó. Rất là ngon lành luôn nhá. Dao cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, rất là ngon. Thanh tách luôn các nhá, dùng rất là dễ sử dụng luôn nhá. Lò xo lò giết cực kỳ là ngon luôn. Và còn tiếp theo lên quý bác trong ngày hôm nay đó là cái đèn siêu to khổng lồ. Đấy, bên em bán là 350.000 bao ship cho các bác này. Đèn rất sáng luôn các nhá, có hai cấp độ sáng, một là sáng vừa, hai là sáng trắng các nhá. Đấy, sáng hơn nhá. Đấy, hai cấp độ sáng. Pha của nó thì rất là giỏi luôn. Đấy các bác ơi, nhìn trên tường em giỏi này. Đó, con này thì giỏi cực kỳ là xa luôn. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 350k bao ship. Tất cả đều cái màu đỏ này là gioăng chống nước hết các bác nhá. Có gioăng chống nước hết. Các bác dùng đi biển như biết dùng rất là ok luôn. Đó, rất là ok ngon lành luôn. Đấy, bên em gửi tới các bác là 350k bao ship thôi nhá. 350k bao ship. Và tiếp theo lên các bác đó là cái kìm đa năng của Nhật này. Đấy, kìm đa năng của Nhật đây. Đấy, con này thì bên em đang bán là 220.000 bao ship. 220.000 bao ship kìm đa năng. Các bác lên mã cho em là kìm đa năng cam 220k bao ship. Đấy, hôm nay thì bên em sẽ xả kho thanh lý luôn cho các bác là 200k bao ship. Đó. Kìm đa năng cam 200k bao ship các nhá. Đó. 200k 200k và bao ship luôn các nhá. Đó. Kìm đa năng cam 200k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý cô bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ K31. Đấy, bộ này bên em ký hiệu là nó là bộ K31, bên em đang bán là 450. Đấy, hôm nay thì bên em dọn kho thanh lý nốt cho các bác là 400. Đấy, K31 thanh lý cho các bác luôn là 400k và bao ship luôn các bác nhá. Đó. Thì 400k bao ship các bác nhá. Đó, còn mấy bộ nữa. Đấy, em dọn kho thanh lý nốt cho các bác. Đây. Đấy, tay công này, tay nối dài các bác. Đó, đầy đủ các cái chi tiết luôn. Đó. Đây. Khẩu của nó thì từ 8 đến 32 các bác nhá. Đấy, các loại khẩu đầy đủ luôn. Đó, đây, tay công tay nối dài luôn. Đó. Từ 8 đến 32. Đấy. Thì con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 450. Thanh lý luôn cho các bác, 400k bao ship. Đó, thanh lý nốt cho các bác luôn, 400k bao ship các bác nhá. Đó, 400k bao ship. Chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Chất thép của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó, đây. Chất thép của nó này, 32mm. Đó. Thanh lý nốt cho bác luôn. Đấy. Hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật siêu chất luôn. Đó. Thanh lý nốt cho bác 400k bao ship các bác nhá. 400k bao ship luôn. Đó. Và tiếp theo lên cho bác đó là cái kéo bếp bạc này. Kéo bếp bạc bên em đang gửi tới các bác có giá là 150k. 150k con kéo bếp bạc này và cũng bao ship luôn, 150k bao ship các bác nhá. Đó, bao ship luôn. Kéo bếp bạc 150k bao ship, con này dùng cũng rất là ngon luôn các nhá. Đây, cắt rất là ngon luôn. Đấy các bác theo. Cắt rất là ngon luôn. Đây. Vải đây, cắt như không luôn các bác này. Đó, đấy, các bác theo. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác lên mã cho em là kéo bếp bạc các bác nhá. Đó, 150k bao ship cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái thước đo này. Thì em đang có mấy loại đây. Cái này là lỗ ban thì em có hai loại, một loại lỗ ban thường và một loại lỗ ban cao cấp. Lỗ ban thường thì là 80k, lỗ ban cao cấp là 100k. Đây. Đấy. Lỗ ban thường thì nó là ruột trắng nhá, còn cái lỗ ban cao cấp này thì nó là ruột vàng này. Đấy, nó là ruột vàng các bác này. Đó, nó là ruột vàng đây. Thì em đang có hai mẫu như vậy. Đấy. Đây. Thước lỗ ban các bác nhá. Đó, lấy số đẹp. Đấy, thì con này bên em đang gửi tới các bác với giá là 80k.
con này thì em đang gửi tới các bác với giá là 100k đó nhá. Đấy, 80k. Còn đây là cái con thước 10m. 10m này là 85.000 các bác nhá. 10m này 85.000. 85.000 cho 10m này. Còn con 5m này là 65.000 các bác nhá. 5m này là 65.000. Đó, 65.000. Đấy, 5m này 65.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo là đến cái ổ đúc cao su đây. Thì bên em lại về rất là nhiều hàng để phục vụ các bác này. Đó. Nó có dòng 3 chân và dòng 5 chân và phích thôi nhá. Đó, đây. 3 chân, 5 chân và phích này. Tất cả đều là 50k một cái các bác nhá. Hàng chống va đập này, đập phá thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, các bác lấy búa gõ không việc gì luôn. Đấy, 50k một cái. Còn cái phích này là có đèn báo, 25k một cái các bác nhá. 25k một con này. Đó, rất là tiện dụng cho bác sử dụng. Đấy, rất là tiện luôn. Phích này thì có đèn báo luôn các bác nhá. Đó. Cái thắt lưng ra cá sấu. Đây. Thắt lưng da cá sấu thì hôm nay bên em cũng về rất là nhiều hàng để lên phục vụ quý các bác anh chị các bạn này. Đó, thì đây. Đó, đây là nó có hai màu đây. Có hai màu các bác nhá, màu nâu và màu đen. Hàng thì siêu đẹp siêu chất luôn. Đó. Siêu đẹp siêu chất luôn. Để gửi tới quý các bác anh chị và các bạn nhá. Bên em đang bán với cái giá là 250k một con này. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây em sẽ đây, bọc vào cho các bác xem này. Đấy. Các cái số hotline của em trên tấm biển đỏ các nhá, các bác có thể liên hệ này. Thắt lưng ra cá sấu đây. Đấy. Nó có hai màu. Bây giờ em đang có hai màu các bác nhá, một màu nâu và một màu đen. Giá bên em đang gửi tới các bác với giá là 250k. Đây. Đấy. Đây, màu nâu và màu đen có nhá. Đấy, màu nâu và màu đen rất đẹp luôn. Đó, giá bên em gửi tới các bác là 250k một chiếc. Lấy cho anh cái bút tí, 250k một chiếc. Đây. Đấy, thắt lưng da cá sấu các bác nhá. Da cá sấu nguyên khối luôn các bác nhá. Đó. Hàng siêu đẹp siêu chất luôn, các bác thấy không? Đây. Chất lượng là khỏi phải bàn luôn các bác nhá. Chất lượng khỏi phải bàn luôn. Da cá sấu nguyên khối các bác nhá, nguyên khối luôn. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó. Hàng này là hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật, da cá sấu của Nhật đây. Hàng siêu chất luôn. Đấy. Đây, rất đẹp luôn. Đây, từ những cái mặt da các kiểu này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Hàng siêu đẹp siêu chất luôn. Đây các bác thấy không? Đó, hàng siêu đẹp siêu chất luôn. Dòng này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 250k một cái thắt lưng da cá sấu này. Đó. 250k người thắt lưng ra cá sấu này các nhá. Các bác nhận được hàng thì hàng đựng trong hộp như này, siêu xịn sò và chất lượng luôn. Đó, 250k một cái. Các bác lấy từ 2 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship các nhá. 250k một cái. Lấy từ 2 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Đó, 250k một cái thôi. Sản phẩm tiếp theo lên cho quý cô bác trong ngày hôm nay đó là cái đèn đây, đèn đeo đầu cảm ứng các bác này. Đó, đèn đeo đầu cảm ứng đây. Con này thì bên em đang bán là 180k và bao ship cho các bác luôn. Đó, hàng siêu chất made in Japan đây các bác nhá. Đó. Đây các bác ấn cái nút này lên là đèn lên này. Đó, ấn nút này lên đèn lên này. Đây nút cảm ứng thì các bác ấn cái nút cảm ứng bên này. Đó, vuốt qua này. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Các bác muốn không muốn dùng nữa thì mình tắt đi. Đấy, bật lên. Bật lên, tắt đi. Đấy các bác chỉ cần vuốt tay qua là xong. Ở đây nó có hai con mắt cảm biến các bác nhá. Hai con mắt cảm biến nó có thể làm rất là tốt luôn, làm nhiệm vụ của nó này các bác này. Nó rất nhạy luôn các bác nhá. Đó. Con này thì em đang gửi tới các bác với cái giá là 180k và bao ship cho bác luôn. 180k bao ship. Các bác lên mã cho em là đèn đeo đầu cảm ứng, 180k bao ship các bác nhá. 180k bao ship. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con dao AK47 này. AK47. Con này thì nó rất là sắc các bác nhá. Đó, rất là sắc này. Đấy, dao rất là sắc luôn. Con này thì nó để cài vào lên cái đầu súng AK các bác nhá, cài lên cái đầu súng AK. Đấy, hàng của CCCP các bác nhá. Đó. Hàng của Liên Xô. Đấy, các bác lên mã cho em là AK47. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là con AK này bán bao nhiêu nhỉ? AK47 các bác lên mã cho em là AK47 230k và bao ship các bác nhá. Đó.
230k bao ship cho bác luôn. Khoác lên mã cho là AK47 230k bao ship. Đây. 230k bao ship cho bác luôn. Hàng có bao da rất xịn sò luôn các nhá. Siêu chất luôn. Đây. Đấy, con này nó để lắp vào cái đầu cái súng AK đấy. Nên nó mã của nó là AK47 luôn. Hàng rất đẹp các nhá. Có cả quai. Cái này để cho lính chiến đấu hoặc là sử dụng để làm thực phẩm thứ nhất đấy. Đấy, đồ ăn uống luôn. Sản phẩm tiếp theo lên cho bác trong ngày hôm nay đó là cái con đèn pin cúc áo nhá. Các bác lên cho em là đèn cúc áo này. Đó. Đèn cúc áo. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 120k và bao ship các bác nhá. Đó, 120k và bao ship cho bác luôn. Đó. Hàng thì siêu chất luôn các bác nhá. Đó. Độ sáng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đây. Các bác đừng nhìn trực tiếp vào đèn, nhìn trực tiếp đèn là lóa mắt luôn các bác nhá. Nó rất là sáng nhá. Độ sáng của nó thì rất là khủng khiếp luôn. Đó, rất sáng các bác này. Đó, sáng lắm các bác. Đó. Đấy, nó còn đánh phản cả vào đèn còn không nhìn thấy gì luôn đấy các bác nhá. Rất sáng. Đó. Thì con này thì bên em đang gửi tới các bác là 120k. Đấy, tặng kèm các bác dây sạc luôn. Các bác lên mã cho em là đèn cúc áo các nhá. 120k con đèn cúc áo này, rất sáng các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý các bác trong ngày hôm nay đó là cái cốc pha cà phê đây. Đấy, bên em này mới về đó nhá, hàng rất là chất lượng để phục vụ các bác luôn. Đó thì lại lên video giới thiệu cho các bác. Đấy. Cốc pha cà phê này thì bên em đang bán với cái giá là 150k và bao ship các bác nhá, 150k bao ship luôn. Các bác lên mã xem là cốc pha cà phê. Con này thì trước bên em không có bao ship đâu, nhưng bây giờ thì bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy. Con này thì nó là màu trắng quá này. Đấy. Bên em bán thì nó rất là nhiều màu khác nhau nhá. Đó, có màu trắng, màu trắng, màu vàng. Đấy. Đây, đây là màu vàng này. Đấy. Nói chung là có mấy màu đấy thì rất là đẹp luôn. Thì đây các bác nhá. Mình tháo ra này, lắp pin vào, nó sử dụng hai cái pin con thỏ nhỏ. Rất là tiện cho các bác sử dụng nhá. Đấy, rất dễ sử dụng, rất tiện. Đấy, các bác có thể thay tháo pin được luôn. Đấy. Máy chạy rất là khỏe luôn. Đấy. Đây. Đây các bác nhá. Đó, đây nó có cánh quạt bên trong này. Đây. Có cánh quạt bên trong này các bác nhá. Đó, bình thường thì các bác sử dụng làm một cái cốc uống nước rất là bình thường thôi. Khi nào mà các bác cần pha chế các thứ này nọ thì mình dùng đến cái tính năng pha này các bác này, tính năng quay tít này. Đấy. Các bác cho trà cho cà phê vào. Hàng rất là đẹp luôn các bác nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Hàng nội địa Nhật rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn. Quai kia rất chắc chắn. Đây, nắp đậy của nó đây. Đấy, nắp đậy đây. Đấy, có thể lẫy khóa luôn, lẫy xoay khóa luôn. Đấy, rất tiện các bác nhá. Con này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 150k. 150k và bao ship các bác nhá. Các bác lên mã cho em là cốc pha cà phê. Cốc pha cà phê 150k bao ship luôn. Đó, 150k bao ship. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn các bác nhá. Cốc pha cà phê 150k bao ship các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý các bác trong ngày hôm nay đó là bên em lại tiếp tục về một lô cái bảng của học sinh. Đấy. Đây các bác nhá. Đây, các bác lên mã cho em là bảng học sinh. Đây. Đây bảng học sinh này. Đó. Cái này thì bên em ký hiệu nó là bảng tô đó nhá. Đó. Bảng tô. Đấy. Bảng tô và bên em đang gửi tới các bác với cái giá là 100k đó nhá. 100k còn bảng tô này. Đó. Hàng siêu đẹp, siêu chất luôn. Đây. Đây các bác nhá. Đó, đây là một cái bảng của nó này. Đấy, bảng đựng trong hộp như này. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, xóa đi này. Đấy. Đằng sau này nó có cái lẫy khóa này. Các bác đóng mở khóa ở đây cho em. Đó, đây nó có một cây bút này. Đấy. Đây. Các bác muốn viết lách thoải mái luôn các bác nhá. Đó, viết lách thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Để dành cho các em bé nhà mình. Rời xa điện thoại, rời xa các thiết bị công nghệ này. Xóa này. Đó. Các bác viết tìm kiếm cho em là shop Phạm Huấn các bác nhá. Đó, shop Phạm Huấn này. Đó. Shop Phạm Huấn này, đó, xóa này. Đấy. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy.
Thì con bảng tô này thì bên em đang gửi tới các bác với giá là 100k. Các bác lên cho em là bảng tô 100k đúng nhá. Đó, bảng tô 100k. Dùng rất là ngon luôn. Đó. Đấy các bác lên mã cho em là bảng tô. Đây. Bảng tô 100k. Đó. Sản phẩm tiếp theo lên quý các bác trong ngày hôm nay. Đó là bên em tiếp tục về cái lô chảo của Đức đây. Đây. Lô chảo của Đức đây. Hàng này thì nó là hàng siêu chất rồi. Chống dính, chống mờ các kiểu được luôn. Đó, chống dính, chống cháy các kiểu được luôn. Đường kính của nó là 32 cm. Con này thì bên em đang gửi là 330k và bao ship các bác nhá. Đó. Đấy. Sử dụng được hết các loại bếp luôn các bác nhá. Sử dụng hết các loại bếp luôn. Đấy, 330k bao ship. Hàng siêu chất luôn. Hàng của thương hiệu Winling của Đức này, Made in Germany con này. Đó, đây. Rất chất luôn các bác nhá. Nặng khoảng 1 kg. Đấy, rất to lòng, dày dẫn chắc chắn. 330k bao ship các bác nhá. Đó, 330k bao ship. Đó. Bác lên mã cho em là chảo của Đức các bác nhá, chảo Đức 330k bao ship. Đó.